Chào mừng anh chị em cô bác đã đến với kênh YouTube của Chạy Bò Phúc Lộc ha. Thì em là Sang ở Chạy Bò Phúc Lộc nè. Thì lời nói đầu tiên, Sang xin gửi lời thân thương trường mến đến quý khách hàng anh chị thời gian vừa qua đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ Chạy Bò Phúc Lộc ha. Thì một lần nữa thay mặt Chạy Bò Phúc Lộc, Sang xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, ông chú bác gì đó ha. Ở đây thì vô vấn đề là bữa nay em có về bò VIP nha cô chú anh chị ha. Đây thì em quay theo số thứ tự em có vẽ trên lưng trên đít đó. Anh chị em cô bác nào bữa nay có muốn mua đó thì tranh thủ đi gọi lên số điện thoại trên màn hình để gặp em ha. Sở hữu mấy con bò nuôi bò tốt, bò VIP ha, lần kép gáp xe tối nay đêm nay lần đi về Tây Ninh ha. Thì đây đầu tiên em quay cặp bò số 4 ha. Cặp bò số 4 trên 1m4 em bao cho quý vị là 1m4 bò ha. Cặp bò số 4 già bò ha, già bò. Thì quý vị nhìn hình tự đánh giá đi ha. Thì khỏi để em nói đâu. Đấy, bò này là thuộc dạng bò VIP nha quý vị. Bò này ok con dê luôn ha. Đây. Để em quay tướng tá kỹ càng chậm rãi cho quý vị coi xem ha. Mặt mày là nhìn là có duyên lắm quý vị. Mặt mày nhìn là kết liền ha, có duyên lắm ha. Đây cặp bò số 4, em báo giá cho quý vị luôn 63 triệu. Bò này em bao cho quý vị là 1m4 bò nha. Trên 1m4 đó mà em bao cho quý vị 1m4 thôi. Đấy. Bò lai xương lai Italy lông bình đàng hoàng nha quý vị. Móng là em bao vụ móng, móng sò đàng hoàng, không có móng heo. Cái nào móng heo thì em nói móng heo. Còn bị diêm da nó bị diêm da. Ha đây, tới cặp bò ngày này chiều nay đây. Cặp bò có con bò đen nè, quá dữ dằn luôn nha quý vị. Hai bò này tốt lắm mà nó hiền dữ lắm. Con bò đen này nó khôn lắm nha quý vị. Lúc mua chủ người ta nói con bò này nó khôn dữ lắm. Đấy, bò đen có cái giá đầu nè ha. Cặp bò số đen, cặp bò đen ha. Em vẽ là màu đen em vẽ không được. Để anh thử ra cặp bò đó, em vẽ số 2. Có con số 2 là cặp bò số 2 nha. Đấy. Cặp bò số 2 có con nó bị phản ứng viêm da nó mới hết đó. Thì nó chưa có mọc lông đều đó. Thì nó còn cũng như là cái sẹo gỗ gì đâu quý vị. Thì lên video màn hình có làm sao là em nói như vậy. Ha, thì quý vị yên tâm đã đến với Chạy Bò Phúc Lộc thì quý vị cứ yên tâm ha. Bò em ngày nay về trên dưới là gần 20 con bò. Từ nhỏ tới lớn, bò lứa ha. Bò lứa không đó nghe. Còn mấy nay không có về bò Campuchia của anh Phúc, cũng còn số bò Campuchia ha. Thì cặp bò số 2 này em cũng báo giá cho quý vị luôn ha, là 53 triệu. Bò này em bao quý vị là 1m4 đi về, sớm em đo là 1m38 á quý vị. 1m38 chính xác luôn ngay sái lưng quần. 53 triệu nha quý vị, cặp bò số 2. Để ghép xe đi trong đêm nay ha, mới có giá này ha. Đấy, thì quý vị nào mà có muốn mua thì nhanh tay lẹ chân gọi lên số điện thoại để gặp em ha. Lần trong ngày hôm nay là ngày 4 tây tháng 1 năm 2022 để ghép xe đi trong đêm nay cho nó có giá hữu nghị ha. Đây thì dàn bò này em bán hết rồi nè cho anh khách thân yêu ở Tây Ninh nè. Thì ngày nay em về bò là chưa kịp đăng lên thì anh đã chốt mau lẹ. Thì bốn bò này là mét tư năm phân hết trơn, em chốt cho anh cũng về xanh sữa mua bán đó. Bán con 110 mấy triệu à. Thì cái giá trên đây thì em không có nói được ha. Vì người ta cũng còn cái chén cơm của người ta bán nữa. Thì em không nói được, em nói phỏng phỏng thôi. Bò này mét tư năm phân hết trơn nè, bò tốt lắm. Em về chưa kịp quay nữa thì anh đã chốt rồi. Dàn bò này bán hết trơn rồi, dãy bên đây là em đã bán hết trơn đúng không vậy. Còn là dãy bên đây nè. Đấy. Dãy bên đây với còn khoảng tầm chục mười mấy con bò Campuchia của anh Phúc ha. Thì đây, tới cặp bò số 3. Cặp bò số 3 ha. Thì tới cặp bò số 3. Đấy, bò lai Italy lông bình lai xương tốt không nha quý vị. Đấy, cặp bò số 3. Mét 4 đi về nha quý vị. Mét 4 đi về. Thì em có vẽ từng số trên đít, trên lưng từng con đó. Quý vị nào mà ưng cặp nào hoặc là ưng bốn con bán bốn con, hai con bán hai con, một con bán một con thì nói số đi. Rồi bắt đầu em tính giá lần có chuyến ghép xe về trong đêm nay ha. Là ngày 4 tây tháng 1 năm 2022 ha. Thì cặp bò số 3 này em báo giá cho quý vị luôn là 52 triệu ha. Đấy. Có giá trong ngày hôm nay lần có chuyến ghép xe ha. Cặp bò số 3 là 52 triệu nha quý vị. Đấy. Mới về xuống xe cái chát luôn, buổi tranh thủ buổi chiều ngày hôm nay khoảng tầm 6 giờ 6 giờ mấy em tranh thủ quay làm cái clip lên cho quý vị xem, lần quý vị mua lần ghép xe ké xe cho đỡ tốn tiền xe ha. Đây cặp bò số 3 52 triệu. Đây kế tiếp là cặp bò số 1 ha. Thì em vẽ trên đít hết trơn đó ha, số 1 em báo giá liền luôn
liền và ngay lập tức cho quý vị mua luôn ha. Bữa nay là đến hàng lại lên luôn nha, từ nhỏ tiền tới lớn tiền tới trung bình tiền luôn ha. Cặp bò số 1 nè, cặp bò số 1 có báo giá thơm ngày hôm nay luôn, rất thơm luôn, là không phải là thơm gì em bán rẻ gì, không phải là cái gì em cắt nghĩa cho quý vị nghe, bị ké chuyến xe em báo sát giá luôn cho quý vị mua, là cũng như quý vị có gian người ta đó. Thấy cặp bò số 1 em bán cho quý vị luôn là 46.500. Đây bò này nãy em đo là con bò này là 1m37 phân nè. Đây con 9 con 10 còn con kia 1m35 phân ha. Cặp bò số 1 46.500 ha, chỉ có giá trong ngày hôm nay lần ghép xe tối đêm nay lần đi luôn nha bà con cô bác. Thì đêm nay em sức sức chạy là 8 con đó, thì chiếc xe em tầm khoảng 15 hoặc 22 25. Thì ví dụ như bà con cô bác ưng chốt nguyên bài bò này thì em đi xe ba giò xe dài luôn ha. Rồi cặp bò số 1 em nhắc lại là nhỏ tiền nhất trong ngày hôm nay là 46.500, một con 1m35 phân, con 1m37 phân ha. Con còn lai Long Bình nè, lai Thái nè, lỗ tai quá bự luôn quý vị ơi, quá tốt luôn. Đấy thì chạy cũng còn được số bò cũng tầm mười mấy con bò cam chia bò ngé của anh Phúc ha. Thì anh em nào mà muốn hốt nguyên bầy thì gọi cho em hoặc anh Phúc ha, để anh tính giá cáp xe luôn tối trong ngày hôm nay ha. Đây em quay sơ lược lại cái bò số 1 cho quý vị coi, già bò lắm nha quý vị. Đây đấy, thì tới con bò lẻ này nè, em không làm dấu nè, có làm sao nói vậy lên hình nè, là cái giò sau nó bị xuống móng hay nằm mà xương sát nó quá tốt quý vị, quá trời tốt rồi. Mà con bò này ổn quá ổn rồi, thì thôi sẵn clip này em đăng lên có làm sao em nói vậy. Anh em nào mà muốn mua con bò này em bán rẻ luôn, cáp xe trong ngày hôm nay luôn 23.500. Bò này 1m38 phân nè, bò lai xương thùng dạo, nhìn từ trên xuống dưới là khỏi chơi, mà có một cái móng là hơi chơi rồi, có làm sao tôi nói vậy. Thì anh em nào mà có thấy thương em mến em đó thì cho em một xin một lượt đăng ký nha, đăng ký không có tốn tiền, hoàn toàn miễn phí, đang có bộ mới về cho anh em tranh thủ mà mua ha. Đây quay sơ lược rồi, dãy bên đây là em đã bán rồi nè, đêm nay chuẩn bị đóng xe đi nè ha quý vị. Thì đêm nay em xuất bê xe là 8 con, thì quý vị nào tranh thủ muốn mua bò rẻ thì tranh thủ điện thoại tối đêm nay lặng em ghép xe, cũng như là có gian người ta em không tính tiền xe ha, nghe quý vị.